Trần Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Trọng Võ đã mua tạp chí quốc phòng của TNP Channel để mà tặng miễn phí cho khách hàng của ông. quý vị nào có nhu cầu về dự thảo có thể liên lạc với bác sĩ Trọng Võ qua cái số điện thoại trên màn hình của quý vị 7145312020 7145312020 hoặc vào trang web thảo com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn bác sĩ Trọng Võ rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả đã mua ủng hộ cho tạp chí quốc phòng. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Putin cho biết là các cái ngũ cốc miễn phí xuất cảng qua Phi Châu sẽ được bắt đầu trong vài tuần lễ tới. Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin cho biết vào ngày thứ hai là Moscow trong vài tuần lễ tới sẽ gửi ra những cái ngũ cốc miễn phí cho ít nhất 6 quốc gia phi châu khi mà ông ta đã thỏa thuận và đã đáp ứng lời kêu gọi của các quốc gia phi châu và trong đó đồng thời cũng đang có một cái bế tắc trong cái thỏa thuận cho phép ukraine được xuất cảng cái ngũ góc cọ ra vùng hắc hải lời phát biểu đưa ra trong cuộc họp báo với tổng thống thổ nhĩ kỳ là tayyip erdogan ở tại cái khu vực được xem là ở vùng hắc hải là thành phố sochi diễn ra chỉ vài giờ sau khi mà lực lượng của nga đã tấn công vào một số những cái uh, trung tâm nhà kho chứa uh, lúa mạch và chứa ngũ cốc của Ukraine ở bên bờ ở bên uh, bờ Biển Hải bằng các cái tròn. Ông Biden đã nói với lại ông Putin là Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Quốc vẫn đang chuẩn bị cho một bản kế hoạch mới trong đó là giải quyết những vấn đề của nga trong cái thỏa thuận này và đồng thời hy vọng rằng sẽ có được một cái uh, giải pháp tốt sớm hơn tuy nhiên ông putin lên tiếng mà nói rằng nga chỉ quay trở lại cái hiệp ước này nếu như mà phía của à, à, tây phương đã đồng ý và giải tỏa một số những cái lệnh cấm vận đối với nga chúng tôi đã, đã hoàn tất cái lời thỏa thuận của chúng tôi với lại sáu quốc gia phi châu nơi mà chúng tôi cung cấp những cái nguồn ngũ cốc miễn phí cho họ và đã à, thực hiện và chúng tôi sẽ dẫn vận chuyển cho họ trong vài tuần tới, tới. và việc vận chuyển này sẽ bắt đầu trong vòng vài tuần tới trong khi đó thì Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách phá vỡ bế tắc này nhằm có thể bảo đảm cho việc mà Ukraine xuất cảng ngũ cốc qua vùng Hắc Hải vốn đã bị đổ vỡ sau khi mà Nga rút khỏi đây vào tháng 7 và căng thẳng đã gia tăng ở khu vực khi mà Nga liên tục tấn công vào các cái bến cảng của Ukraine, nơi mà được xem là trung tâm xuất cảng của Ukraine. Đây được xem là một trong những cái thỏa thuận mới mà Nga đã cam kết với 6 quốc gia phi châu và ông ta cho biết rằng sẽ vài tuần nữa sẽ có những chiếc tàu chở ngũ cốc để tặng cho 6 quốc gia của phi châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và vùng bắc Mỹ tòa lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại biên giới Mexico đã nói với các nhân viên là nên kiếm chỗ an toàn giữa lúc mà bạo động súng đạn đang diễn ra tại khu vực này. Tòa lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại phía Bắc của Mexico, tức là biên giới của Hoa Kỳ là thành phố Matamoros trong ngày thứ hai đã lên tiếng và kêu gọi các nhân viên của họ là kiếm một chỗ trú ẩn an toàn giữa lúc mà đang có tình trạng bạo động súng đạn ở trong thành phố. Trong mấy năm gần đây thì Matamoros được xem là nằm sát biên giới của Hoa Kỳ với thành phố Brazzaville của Texas, trong đó gần như là có liên can tới những cái cuộc gọi là à, gọi là đấm đá giữa các lực lượng à, buôn ma túy tại đây. Chúng tôi yêu cầu quý vị kiếm một chỗ an toàn và ở tại tại nhà để quan sát tất cả những tin tức của địa phương và cập nhật tất cả những tin tức đó là tổng lãnh sự trưởng của Hoa Kỳ ở tại tòa lãnh sự này đã đưa ra một cái lời phát biểu ở trên trang platform X một trang platform được xem là đổi tên từ Twitter và tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico City vẫn chưa biết cho biết ý kiến về vấn đề này. Trước đó đầu năm nay đã có hai công dân Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng khi mà các thành viên của nhóm buôn ma túy bắt cóc bốn người từ Matamoros trong một cái vụ án được xem là họ đã xác nhận sai lai lịch và việc tại biến cố này đã dẫn tới việc chiếu đèn vào trong cái tình trạng bạo động ở biên giới Mexico nơi mà được xem là đang có nỗ lực chống lại tình trạng buôn người và ma túy tại đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của vùng Bắc Mỹ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và quốc tế ngày hôm nay một trong những cựu viên chức của cựu tổng thống Trump lên tiếng và nói rằng cái thỏa thuận thành công giữa Serbia và Kosovo đã coi như chấm dứt dưới triều đại của Joe Biden một trong những cái uh, biến cố ngày hôm nay quan trọng là năm thứ ba kể từ khi cựu tổng thống Trump đã phá vỡ được một cái bế tắc và đạt được thỏa thuận giữa hai quốc gia uh, và vùng lãnh thổ ở Balkan là Serbia và Kosovo. Và giờ đây thì uh, quyền... Uh, gọi là quyền lãnh đạo của cơ quan an ninh quốc gia là ông Rich Grano đã lên tiếng phát biểu rằng chính quyền của ông Joe Biden đã khiến cho lịch sử đã quay trở lại không quay trở lại và khiến cho khu vực trở nên căng thẳng hơn ngày hôm nay là năm thứ ba đánh dấu cái uh, vấn đề lịch sử thỏa thuận ký kết và ngay tại phòng uh, uh, tòa tòa nhà gọi là phòng bầu dục của tòa bạch ốc giữa chính quyền của serbia và chính quyền của kosovo với sự hiện diện của cựu tổng thống trump và chúng tôi đã hoàn tất được cái thỏa thuận này đáng tiếc ngày hôm nay thì căng thẳng giữa hai quốc gia bạn hữu của hoa kỳ đã trở nên tồi tệ hơn và trong hai năm rưỡi qua sau khi mà ông à, Donald Trump đã rời khỏi tòa Bạch Ốc thì quan hệ giữa Serbia và Kosovo trở nên tổn thương hơn dưới cái à, chính sách bỏ rơi về ngoại giao, chính trị và kinh tế của ông Joe Biden. Thỏa thuận năm 2020 à, được à, làm trung gian bởi ông Kretnell, trong đó là đã phá vỡ được những bế tắc trong cái việc mà bình thường hóa quan quan hệ giữa hai cái vùng lãnh thổ được xem là đối lập nhau kể từ khi mà Kosovo muốn à, tuyên bố độc lập từ năm 2008 theo tường trình của tờ Washington Post vào thời điểm đó. Và ông Kretnell cho biết là việc tiếp cận này đã được thực hiện với sự tiếp tay của Liên Hiệp Âu Châu. Tuy nhiên, chính quyền của Joe Biden đã bỏ rơi và khiến cho bạo động gia tăng và căng thẳng giữa hai vùng lãnh thổ này. Và trong vòng 2 năm rưỡi qua, bạo động giữa hai bên đã gia tăng và trong khi đó thì lực lượng của NATO trú đóng tại đây đã không thể làm gì được và đặc biệt là ở tại Kosovo hiện nay đã trở nên suy yếu hơn ông Cronell đã lên tiếng cho biết như trên quyết định của ông Joe là bỏ rơi tất cả các chính sách ngoại giao lẫn kinh tế Hoa Kỳ với khu vực này cho thấy rằng là ông ta đã làm cho tình hình tệ hơn và không tốt hơn đây được xem là một trong những cái lời chỉ trích của ông Cronell đã đưa ra sau khi mà Joe Biden quyết định là sẽ bỏ rơi tất cả những cái thỏa ước giữa Serbia và Kosovo. Serbia Hiện nay là một chính quyền bảo thủ và Kosovo là nơi mà người Serb trở thành thiểu số và người Albani trở thành đa số. Và vùng lãnh thổ này trước đây đều là nằm trong Liên bang Nam Tư. Tuy nhiên, sau cái cuộc tấn công năm 1999 thì Kosovo đã trở thành một vùng đất tự trị và đến năm 2008 thì vùng đất này tuyên bố họ là một lãnh thổ độc lập. Tuy nhiên Serbia đã không đồng ý và giờ đây thì đôi bên đã có những sự căng thẳng và điều này cho thấy là chính sách đối ngoại của châu bên luôn bỏ rơi tất cả những quốc gia nào mà có chính quyền là chính quyền bảo thủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, tỷ phú Elon Musk đã bắt đầu ra tay với lại cái nhóm gọi tên gọi tên tắt là ADL. Trong đó gần như là họ đã kích động tất cả và áp lực tất cả những công ty quảng cáo để cắt bỏ quảng cáo trên trang platform X của ông hay còn gọi là trang Twitter. Nhà tỷ phú Elon Musk đã bắt đầu đối phó với lại một cái tổ chức có tên gọi là ADL, tức là Anti-Defamation League, tức là một cái liên đoàn chống lại sự phỉ bán trên mạng xã hội trong việc mà ông nói rằng cái tổ chức này đã có cái hành động thiên vị và tìm cách gọi là bôi nhọ cái trang Platform X tức là trang Twitter trước đây mà ông đã mua lại từ tháng 10 năm ngoái để các công ty quảng cáo bị áp lực bởi tổ chức này đã không có đăng quảng cáo trên cái trang Platform của ông. Việc này diễn ra chỉ vài giờ đồng hồ sau khi mà lãnh đạo của ADL cùng với lại à, tổng giám đốc điều hành của công ty Platform X là bà Linda Zakarino mà trong đó đôi bên mô tả là cuộc gặp gỡ có tính chất được xem là tích cực và việc việc này diễn ra kể từ khi mà ông Elon Musk đã mua lại trang Twitter với giá 44 tỷ Mỹ kim vào tháng 10 năm ngoái và đổi tên là Platform X sau đó thì ông Elon Musk đã lên tiếng tweet và nói rằng phải rất là rõ ràng tôi là người ủng hộ cho cái uh, quyền tự do ngôn luận tuy nhiên tôi chống đối mạnh mẽ bất kỳ một cái chủ nghĩa bài do thái nào và việc uh, bắt đầu đối thoại này diễn ra khi mà ông Musk đã post một cái uh, nhân vật uh, được xem là nổi tiếng trên youtube có tên là Kate O'Brien Người mà ông Cath Wood đã lên tiếng và gọi ông ta là một người Mà đi theo cái chủ nghĩa chống lại tình trạng bài do thái Và trong đó là bao gồm, bao gồm luôn cả cái việc mà ông ta đối đầu với lại ADL ADL là một cái tổ chức được xem là chuyên môn có những cái áp lực Đối với những công ty quảng cáo nhắm vào các mạng xã hội Mà họ nói rằng chống phỉ bán Nhưng trên nguyên tắc là họ chống lại tất cả những cái ý tưởng khác biệt với họ Và ADL đã có những cái hành động yêu cầu tất cả những cái công ty về quảng cáo là không nên quảng cáo trên platform X và ông elmer cho biết rằng nếu tiếp tục thì chúng tôi không còn lựa chọn sẽ để đơn kiện với lại cái tổ chức adl và kể từ khi mà bị thu, thu chúng tôi thu mua lại công ty twitter adl đã tìm cách giết chết cái uh, trang platform của chúng tôi bằng một cách là uh, cáo buộc chúng tôi và nói là chúng tôi là chủ nghĩa bài do thái và khiến cho cái uh, thị trường quảng cáo chúng tôi đã rớt khoảng 60% bởi ADL và chúng tôi sẽ nộp đơn kiện. Đây được xem là một trong những cái phản ứng khá mạnh mẽ của ông Elon Musk sau khi mà tổ chức này cùng với một số tổ chức khuynh tả đã tìm cách gọi là rỉ tai và áp lực các công ty quảng cáo không đăng quảng cáo ở trên trang Platform X. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay nói về trận bão Idalia, ông Thống đốc của tiểu bang Florida đã lên tiếng và nói rằng bất kỳ một ai nói rằng vấn đề này là liên quan tới khí hậu toàn cầu đều là một sự dối trá. Bản tin mới nhất cho biết thì thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, người được xem là một trong những ứng cử viên tổng thống của năm 2024, đã lên tiếng và nói rằng bất kỳ kẻ nào nói rằng trận bão Dalia Idalia à, là trận bão mà do ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu, đó là một sự dối trá. Trên 280.000 căn nhà và các cơ sở thương mại của Florida đã không có điện vào ngày thứ tư, được xem là con số mất điện cao nhất và kể từ khi mà trận bão Idalia đánh vào Big Pen ở tại uh, Florida. Sau đó thì ông Joe Biden lên tiếng và rằng, nói rằng là do khí hậu toàn cầu dẫn tới tình trạng thảm kịch uh, như là Idalia và nó đã đổ xuống tiểu bang Florida với uh, cấp 3 và ông Ron DeSantis đã bác bỏ điều này tôi nghĩ rằng cái trận bão này là trận bão thường xuyên nhiệt đới của khu vực của đại tây dương và chúng ta nên chấm dứt tình trạng chính trị hóa vấn đề của thời tiết và chính trị hóa tất cả những cái thảm kịch thiên nhiên ông ronald DeSantis đã phát biểu như trên và ông nói rằng ông rất bận rộn trong việc mà hỗ trợ cho người dân sau cái trận bão này tôi nghĩ rằng có một số người đã cố tình sử dụng cái trận bão này thành một khí thứ vũ khí chính trị để chính trị hóa tất cả vấn đề khí hậu cũng như chính trị hóa tất cả những cái vấn đề gọi là tai nạn và à, những cái thiên tai và trong đó ông nói rằng bất kỳ một kẻ nào mà lên tiếng cho rằng cái trận bão này mà có liên quan tới vấn đề khí hậu toàn cầu đều là những lời lời dối trá đây được xem là một trong những lời khẳng định khá mạnh mẽ của Ronald DeSantis để đã kích lại cái lời phát biểu của Joe Biden cho rằng Dalia tức là Idalia là trận bảo là cái hậu quả của khí hậu toàn cầu bị hâm nóng và ông John de Santis cho rằng đây chính là một trong những cái chủ thuyết mà phe cực tả đã đưa ra để mà tăng cường thêm cái vấn đề về môi trường của họ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay phía các thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bắt đầu bắt chợt cái vấn đề gọi là tính toán sai lầm của ngũ giác đài trong gói gọi là cứu trợ cho Ukraine các nhà lập pháp đã quay trở lại quốc hội sẽ quay trở lại trong quốc hội trong tuần này trong phiên họp sau khi mà họ kết thúc kỳ lễ và trong đó họ dự tính là sẽ yêu cầu ông cho giải thích về cái ngân sách ông ta xin thêm cho Ukraine các thành viên của đảng cộng hòa tại quốc hội dường như là sẽ sử dụng cái lý do là ngũ giác đài đã có sự tính toán sai lạc và con số gọi là overestimate tức là tính toán hơn lên tới 6.2 tỷ mỹ kim trong vòng 2 năm qua và trong đó gần như là để giúp cho đảng cộng hòa có công cụ để ngăn chặn cái đề nghị của Joe Biden là cung cấp 20 tỷ 24 tỷ Mỹ kim trong cái gói cứu trợ dành cho Ukraine trong một lá thư được soạn bởi dân biểu Chip Roy Texas và thượng nghị sĩ Ted của Ohio trong đó đề ngày thứ ba và gửi cho Saladan Young, được xem là giám đốc của cái cơ quan đặc trách về quản trị cái uh, ngân sách quốc gia và nói rằng việc mà tính toán sai lầm này uh, phải là phải, phải uh, phía quốc hội cần phải có trách nhiệm và họ cần phải hiểu rõ tất cả những cái tính toán sai lầm của phía ngũ giác đài khi mà đếm số tiền sai lạc lên tới 6.2 tỷ mỹ kim người dân hoa kỳ cần phải hiểu rõ tiền của họ đi tới đâu và làm cách nào để mà chúng ta có thể đối phó trong các cuộc tổng phản công và Ukraine đã có tiến gần tới chiến thắng trong vòng 6 tháng gần đây chưa và chiến lược đó là cái gì và tổng thống đang có cái dự tính nào để thoát khỏi cái tình trạng này đây là những câu hỏi mà phía ngũ giác đại đã đặt ra với lại cái cơ quan đặc trách về quản trị cái ngân sách của quốc gia và điều này cho thấy rõ ràng là phía của chính quyền joe biden đã không được rõ ràng trong cái ngân sách hỗ trợ cho ukraine đây được xem là một trong những cái sát hạch của Đảng Cộng Hòa đối với lại cái ngân sách mà Joe Biden vừa đệ trình vào tuần trước xin lên tới 24 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ cho Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong. Joe Biden đã mở chiến dịch tấn công cựu Tổng thống Trump ngay trong cái ngày là Labor Day và trong lời phát biểu của ông ta sau khi mà phía tờ Wall Street Journal cho thấy là ông ta đã có mức thua ông Trump một điểm nếu có một ứng cử viên thứ ba và có mức điểm tương đồng với ông Trump là 46 trên 46 ngay trong ngày 4 tây và ông Joe Biden có mặt tại Philadelphia gặp gỡ với lại các nghiệp đoàn tại đây và ông ta đã lên tiếng mở miệng tấn công mạnh mẽ vào cựu tổng thống Trump và trong đó cho rằng tổng thống Trump không hề xây dựng được một điều gì. Trong khi đó thực tế cho thấy rằng là dưới thời của ông Trump cho tới khi trước đại dịch diễn ra thì mức thất nghiệp giảm xuống dưới 3.5% và mức lạm phát nằm ở mức 2%, đồng thời phân lời ở Hoa Kỳ là 0%. Tuy nhiên thì à dưới thời của Joe Biden sau gần 3 năm cầm quyền thì à mức lạm phát đã từng lên tới 9.1% và hiện nay đang ở mức là 3.1% mức thất kịp hiện nay gần 4% và tình trạng phân lời đã lên tới gần 6%. Đây là những con số mà nói lên tất cả những gì Joe Biden điều hành. Tuy nhiên, ông ta đã mở chiến dịch tấn công vào cá nhân của ông Trump và chính sách của ông trước đây để che lấp những cái lỗi lầm của ông ta và chiến dịch này đã được khởi động ngay trong ngày hôm nay, ngày 4 tây tháng chính ở tại Philadelphia và trong đó ông ta chỉ trích rất nặng nề đối với cựu tổng thống Donald Trump. Lời chỉ trích này được đưa ra ngay sau khi tờ Wall Street Journal cho biết 73% cử tri của đảng Dân Chủ cho rằng Joe Biden đã quá già, không đủ khả năng để mà lãnh đạo quốc gia trong một nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi đó thì tờ Wall Street Journal cho thấy nếu một đối một, tức là một chọi một thì mức điểm của ông Trump và của ông Joe Biden ngang nhau là 46%. Tuy nhiên, nếu có một ứng cử viên của đảng thứ ba ra tranh cử thì mức của ông Joe Biden là 39% và ông Trump là 40%, tức là ông Trump gác một điểm so với lại các ứng cử viên độc lập được khoảng 3% và có 7% chưa quyết định. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của Joe Biden ngay sau khi mà cái rating của ông ta đã bị rớt xuống và đồng thời là cái mức điểm của ông Trump tăng lên kể từ khi <laughs> mà ông Trump đã liên tục nhận các cáo trạng từ phía các công tố viên thuộc đảng dân chủ nhắm vào ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì một trong những cái bản nghiên cứu mới nhất trong đó cho thấy rằng là có tới một trong cái biến cố đã xảy ra trong cái hoạt động gián điệp đe dọa bởi công dân trung quốc gần gũi các cái căn cứ quân sự của hoa kỳ và một số những cái địa điểm được xem là nhạy cảm trong vòng vài năm qua theo một bản báo cáo mới nhất của viên chức chính phủ cho biết và các công dân trung quốc này đã sử dụng cái thân vận là một tourist tức là một khách du lịch hoặc là họ sẽ à, đi bơi lội hoặc là họ sẽ có những cái hành động mà tiếp cận xâm nhập gần vào tất cả những cái căn cứ quan trọng của hoa kỳ bao gồm luôn cả một cái căn cứ về thủ hỏa tiễn của hoa kỳ tại New Mexico hoặc là họ có những cái hành động được xem là tiếp cận gần cái khu vực căn cứ Hoa Kỳ mà có các cái bệ phóng hỏa tiễn tại Florida theo tường trình của tàu Washington Journal và tất cả những biến cố này họ gọi đây là gate crusher tức là những kẻ phá cổng và những kẻ này đã lợi dụng danh nghĩa của khách du lịch ngơ ngơ ngu ngu và không biết gì hết và cố tình xâm nhập vào trong tất cả các cái khu vực gần căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và trong đó gần như là không có được sự cho phép và họ chụp ảnh trước khi mà họ bị trục xuất ra bên ngoài. Những biến cố này đã có trên 100 trường hợp xảy ra trong vài năm qua và hầu hết tất cả đều là công dân của Trung Quốc. Bên cạnh đó thì tờ World Street Journal cũng nhắc lại những thiết bị đã được lượm lại ở trong cái khinh khí cầu gián điệp mà bị bắn rơi ở trên bờ biển của south carolina trong đó có rất nhiều những cái thiết bị được tin rằng là ghi nhận hình ảnh và nó rõ ràng là một cái khinh khí cầu về gián điệp tuy nhiên bắc kinh vẫn bác bỏ và cho rằng đây chỉ là một cái khinh khí cầu về du lịch và không có liên can gì tới vấn đề hoạt động gián điệp và điều này đã được xác nhận bởi bộ quốc phòng cơ quan fbi trong năm ngoái trong đó gần như là họ nói rằng có rất nhiều những kẻ đội lốt là du khách trung quốc và cố tình đi một cách ra không biết đường và cố tình chụp ảnh một số những trại quân sự của Hoa Kỳ, đặc biệt là những khu vực có cái dàn bong phóng hỏa tiễn của Hoa Kỳ hoặc là những khu vực chứa các cái hỏa tiễn của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái hoạt động gián điệp rất mạnh mẽ và liều lĩnh của các gián điệp Trung Quốc đội lốt các du khách và, và của của Trung Quốc tới Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và được xem là một trong những bản tin thời sự khá quan trọng ngày hôm nay là nhà lãnh đạo Bắc Hàn có thể sẽ gặp Putin tại Nga trong tháng này theo tường trình của giới chức cho biết. Tin từ Washington, một viên chức Hoa Kỳ trong ngày thứ hai cho biết nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong Un có thể sẽ bay tới Nga sớm để gặp ông Vladimir Putin giữa lúc mà Điện Kremlin đang tìm cách có những cái phụ tùng và những cái thiết bị quân sự từ phía của bắc Hàn để dùng trong cuộc chiến tại ukraine viên chức này đã giấu tên và nói rằng à, là, là phía các chuyên gia của hoa kỳ à, cho biết là ông kim jong un sẽ bay tới phía của nga trong tháng này và các giới chức cho biết họ họ đưa ra một cái à, thời gian chưa khẳng định tuy nhiên thì nó sẽ là nằm ở cái thành phố phía ở biển thái bình dương có tên là vladivostok và đây được xem là cái nơi mà có thể tiếp đón nhà lãnh đạo của bắc hàng trong khi đó thì à, Phát công viên của Hội đồng An ninh Quốc gia là Antoine Washington đã đưa ra ngày thứ hai là Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là Sergei Shoigu đã bay tới Bình Nhưỡng vào tháng trước và trong đó dường như là đang có những cái thỏa thuận để mua các cái pháo kích, đạn pháo kích hoặc là đạn dược từ phía của Bình Nhưỡng cho phía của Nga. Và ông Washington lên tiếng cho biết, chúng tôi có thông tin là Kim Jong-un, dự tính là sẽ thảo luận vấn đề tiếp tục và đôi, ở cái mức uh, cấp cao về ngoại giao của đôi bên và bà này cho biết là phía bắc, phía hoa kỳ đã thúc giục bắc Hàn là phải ngưng cung cấp đàm phán về việc cung cấp vũ khí cho phía của nga và phải công khai cam kết là bình nhưỡng sẽ không cung cấp bất kỳ một loại vũ khí nào cho nga ông sugu trong ngày thứ hai nói rằng hai quốc gia vẫn tiếp tục sẽ có những cái thắt chặt về quan hệ quân sự đặc biệt là sẽ tham gia vào các cuộc tập trận trong khi đó tờ new york times báo cáo là kim jong un dự tính bay tới gặp putin trong tháng này tòa bà đốc thì là đưa ra cho biết cái tin tức tình báo cho thấy putin và kim jong un có thể sẽ là một cái uh, cuộc gặp gỡ và có những cái thư trao đổi tiếp theo sau chuyến viếng thăm của ông shoigu và phát công viên của hội đồng an ninh quốc gia hoa kỳ là john Kirby cho biết trong lá thư là dường như họ sẽ yêu cầu một cuộc gặp mặt đối mặt để có thể uh, thảo luận về vấn đề cung cấp vũ khí cho phía của nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu thái bình dương ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, ngay sau khi mà Trung Quốc trắng trợn cấm cửa hải sản của Nhật Bản tiếp theo sau cái việc mà Nhật Bản chuẩn bị thải chất thải nguyên tử ra biển Thái Bình Dương, ngay lập tức Thủ tướng Fumio Kishida đã ký một xác lệnh vào ngày hôm nay thứ hai, trong đó chính phủ Nhật Bản chi ra 20.7 tỷ đồng yen, tức là 141 triệu Mỹ Kim, để làm cái quỹ khẩn cấp hỗ trợ cho những nhà xuất cảng nào của Nhật Bản mà bị ảnh hưởng bởi cái lệnh cấm của Cộng sản Trung Quốc. Việc này nhằm để đối phó lại với tình trạng Trung Quốc muốn sử dụng cái lệnh cấm này là một thứ vũ khí chính trị để uy hiếp tới lại à, Nhật Bản và cái nền chính trị của Nhật Bản sau khi mà Nhật Bản đã quyết định là đưa cái chất thải nguyên tử từ nhà máy nguyên tử ở tại Fukushima ra ngoài biển Thái Bình Dương, mặc dù đã có sự khẳng định của cơ quan IAEA của Liên Hợp Quốc là việc này hoàn toàn an toàn và các giới chức của Nhật Bản cũng đã sử dụng các nguồn hải sản từ Fukushima để cho thấy sự uh, cái mức độ hải sản tại đây rất an toàn. Tuy nhiên Bắc Kinh vẫn cố đấm ăn xôi, tức là vẫn tiếp tục ban lệnh cấm với hải sản của Nhật Bản với lý do là thiếu an toàn và có thể bị nhiễm phóng xạ. Và điều này Nhật Bản tuyên bố sẽ có thể khởi kiện Bắc Kinh ở WTO. Đồng thời ông Fumio Kishida cũng cho biết ông ký một xác luận uh, xác lệnh trong đó ngày thứ hai và chi ra 20.7 tỷ đồng yen, tức là 141 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho bất kỳ một nhà xuất cản nào của Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái thái độ cứng rắn của Nhật Bản đối với cái thái độ được xem là bậm trận của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, khả năng về kỹ thuật cao là cần thiết để xóa đi cái cơn tranh chấp tại Đài Loan. Đó là lời khẳng định của một viên chức quân sự của Anh đã đưa ra. Bản tin mới nhất cho biết thì chỉ huy cái chiến lược quân sự của Anh có tờ là tư lệnh có tên là Jim Hockeun đã lên tiếng và nhấn mạnh về cái vấn đề gọi là artificial intelligence tức là trí tuệ nhân tạo, cái vấn đề gọi là an toàn không gian mạng và một số những kỹ thuật cao cấp khác có thể xóa được tiềm năng tranh chấp trên eo biển Đài Loan và một số phần khác trên thế giới trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Nikkei Asia ít nhất là cái khả năng về kỹ thuật cao cấp sẽ là một cái phần quan trọng trong cái việc mà khả năng quân sự của chúng tôi ông hoke hun đã nói chiếc đã cho biết như trên và việc đối phó với việc trung quốc có khả năng xâm phạm vào đảo quốc đài loan tùy thuộc vào khả năng này và nó không phải chỉ là một cuộc chiến và là những cái dụng cụ thuần tí và truyền thống của giới quân sự như là xe tăng hay là tàu chiến hay là chiến đấu cơ. Vị chỉ huy này chỉ ra cho thấy rằng là phía của đối tác của anh ở khu vực đã gửi rất nhiều những thông điệp cho Trung Quốc và trong đó gần như chúng tôi đã phải tăng cường rất nhiều cái sự tiếp cận để kiềm chế vấn đề này. Đây là lời phát biểu của ông và ông Hukahun đã lên tiếng và phát biểu trong cuộc thảo luận với tờ Nikkei Asia trong đó ông nói rằng tất cả những kỹ thuật cao cấp hiện nay của giới quân sự Anh, Hoa Kỳ và kể cả Đài Loan, Nhật Bản có thể giúp tăng cường rất nhiều khả năng kiềm chế và không để cho cái cuộc tranh chấp trên eo biển Đài Loan xảy ra. Lời phát biểu này giữa lúc mà anh đang gửi một cái sự hiện diện của họ ở khu vực vào tháng 9 năm 2021 thì Nga anh đã cho khai triển một chiếc tàu hải quân là chiếc xms richmond tới eo biển đài loan lần đầu tiên trong lịch sử và sau đó thì có hai chiếc tàu quân sự của anh là chiếc xms thama và chiếc xms p thời gian gần đây đã có cái sứ mạng là sẽ khai triển một cái vai trò sứ mạng kéo dài 5 năm trên tuyến đường indo pacific đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc đài loan ngày hôm nay và cũng liên quan tới đảo quốc đài loan ngày hôm nay lee minh chu một trong những người đã bị cộng sản trung quốc bắt giữ về tội làm gián điệp cho đài loan đã được trả tự do và ông đã xuất hiện ở phi trường ở đài bắc cúi xuống và hôn mảnh đất đài loan một trong những nhân vật đã bị cộng sản trung quốc bắt giữ 4 năm qua về tội làm gián điệp cho đài loan là nhà thương gia có tên gọi là lee minh chu đã ngồi xuống hôn đất sau khi mà chuyến máy bay chở ông tới phi trường Đài Loan vào ngày thứ Bảy. Bản tin cho biết vào 3 giờ chiều ngày thứ Bảy thì ông Lee đã được đón chào bởi bạn bè và Hoa cũng như một số những người thân của ông ở tại phi trường Đại Bắc là phi trường Songshan, một chuyến bay từ Tokyo theo tường trình của CNN cho biết. Và ông Lee nói với lại tất cả các thông tin viên sau khi bị bắt giữ tại Trung Quốc 1.475 ngày, vào trong đó bao gồm luôn cả 2 năm tù và gần như trở về quê nhà. Và ông nói rằng ông rất khảnh diện và rất vui khi được hôn vào mảnh đất tự do ở quê nhà. Đây được xem là một nhân vật đã bị Trung Quốc cầm giữ và cáo buộc ông về tội làm gián điệp cho Đài Loan và đã kết án rất nặng nề. Tuy nhiên, với sự can thiệp của cộng đồng quốc tế và Nhật Bản thì ông đã đáp một chuyến bay từ ở trong nhà tù Trung Quốc qua tới bên Tokyo Nhật Bản và từ Tokyo ông đã được trả về Trung Quốc, đã, đã được trả về Đài Loan và trong ngày thứ bảy khi xuất hiện ở trên uh, cái uh gọi là cái phi trường ở tại Đài, Đài Bắc, thì bây viết đầu tiên ông làm là cúi xuống hôn cái nền xi măng của cái uh, phi trường này và coi như là ông hôn một mảnh đất và ông nói rằng đây là cảm giác tự do. Đó là lời phát biểu của ông khi mà có mặt tại phi trường Đài Loan. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, thì uh, một bản tin mới nhất cho biết sau khi mà có cái chiến lược gọi là de-risking của Âu Châu và của Hoa Kỳ nhằm đối phó với Trung Quốc về các nguồn cung cấp, đã khiến cho Trung Quốc phải thay đổi cái lịch trình của họ là bây giờ chuyển hướng thị trường của họ không tập trung vào Âu Châu và Hoa Kỳ thay vào đó là những thị trường khác sau khi có báo cáo là cái mức xuất cản của Trung Quốc đã giảm tại Âu Châu và tại Hoa Kỳ. Trong bản báo cáo mới nhất ở tại Trung Quốc cho biết thì sự trao đổi về mậu dịch giữa Liên Hiệp Âu Châu và Trung Quốc đã có trong nửa năm đầu tiên đã bị giảm đi và trong đó gần như là nhiều quốc gia tại Âu Châu đã từ chối không mà nhập cảng mặt hàng từ Việt Nam. Bên cạnh đó, thì cái sự đòi hỏi một cách yếu kém trên toàn cầu đã không những là Trung Quốc mà những quốc gia khác bao gồm luôn cả các trung tâm mậu dịch và kể cả Ấn Độ và Việt Nam đều lâm vào tình trạng khó khăn và gần như cái chiến lược gọi là de risky này đã khiến cho Trung Quốc bị thiệt hại. Trao đổi mậu dịch giữa Âu Châu và của Trung Quốc đã giảm 7.4% trong 7 tháng đầu năm nay theo tường trình của cái cục đặc trách về hải quan của Trung Quốc cho biết và cùng một lượt thì xuất cảng tới Âu Châu đã giảm 2.6% và việc xuất cảng qua Hoa Kỳ đã giảm đi 13% và trong đó thì Mexico và Canada đã thay thế Trung Quốc trở thành một cái quốc gia xuất cảng lớn tại Hoa Kỳ trong năm nay và theo tường trình của cục thương mại Hoa Kỳ Hoa Kỳ đã nhập cản 25% hoặc ít hơn từ Trung Quốc à, trong 7 tháng của đầu năm 2023 và trong đó ở mức khoảng 203 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì à, họ nhập cản lại tăng từ Canada và từ từ ở Mexico. Cùng lượt thì Liên Hiệp Âu Châu cũng đã giảm đi tất cả những cái mặt hàng à, lệ thuộc từ Trung Quốc và điều này khiến cho Bắc Kinh phải chuyển trục và tìm cách khai mở thị trường của họ ở khu vực Trung Á và Nam Á cũng như là Đông Nam Á. Đây được xem là một trong những cái thách, thách thức đối với Bắc Kinh sau khi mà cả Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu quyết định sử dụng cái chiến lược de-risky, tức là giảm đi sự phong hiểm đối với việc quan hệ với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.